tầm 100k, ăn sập FPT Edu Campus Hòa Lạc, Kekko. Để khởi đầu cho một ngày học tập hiệu quả thì tôi chọn bánh bao ở căng tin số 1, giá chỉ 15 cành. Bánh bao xá xíu 2 trứng ở đây khá là ngon và rẻ nha. Nhìn quả thịt xá xíu chất lượng trên nè. Ăn cũng hòm hòm rồi, tầm trưa thì tôi ra ngay trước cổng trường F. Tại đây có khá là nhiều quán bán cơm hộp sẵn như hội chợ ẩm thực vậy. Xá chua ngọt, thịt riêng vô tỏi, ba chỉ mắm ốc, sườn nướng kim chi, gà phô mai, gà muối, gà cay. Nhiều món quá, xem hoa cả mắt. Cô ơi, cho cháu một suất cơm thịt viên bơ tỏi ạ. Thế là tiêu thêm 35 cành. Vèo cái đã hết nửa kinh phí. Không sao, đã ăn chơi thì sợ gì mưa rơi. Từ đi ăn tiếp. Thế nào mà trường mình lại rất chờ sinh viên. Bọn mình lên xe điện miễn phí để chạy luôn đến căng tin số 2 chén món phở trộn. Đi lại mát mẻ lại được ngắm trường nè. Ôi cái nhà ăn gì mà to thế trời. Bọn mình xếp hàng ở quầy thu ngân để lấy phiếu rồi đi lấy phở trộn thôi. Tự phục vụ lấy đũa thìa và gia vị nha. Phở thì có xúc xích, rất nhiều gà và rau củ healthy. Đánh giá thì hơi nhạt, cần cho thêm tương ớt và xì dầu. Cơ mà được cái cả ở đây thì rất chắc và ngon. À, giá món này là 35 cành nha. Đang ăn thì để ý cái quạt chân ở đây siêu to khổng lồ. Ăn xong rồi thì nhớ tự đem ra khu vực dọn thôi. Ôi, no quá, không đi nổi. Lên xe, đi tiêu nốt 15 cành nào. Vâng, chúng tôi lại vòng tới nhà ăn số 1 để tráng miệng bằng một chút trà ô long ở cây tự động 10 cành và măng măng nhẹ nhàng nốt gói bim bim 10 cành 5 cành. Trời, tuyệt vời, quả là một buổi đi ăn mỹ mãn. Thế.